Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc ly, Đức Giêsu nói: Giờ đây Con Người được tôn vinh và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này là anh em có lòng yêu thương nhau. Đó là lời Chúa. Chúa nói, Thầy ban cho anh em điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau. Đây có phải là điều răn mới không? Trong Cựu Ước có nói gì về yêu thương hay không? Có. Trong Cựu Ước, sách Lê-vi đã viết, ngươi phải yêu đồng loại như chính mình. Và chính Chúa Giê-xu đã lặp lại cái điều răn này khi mà người ta hỏi đâu là cái điều răn lớn nhất. Thế thì tại sao Chúa Giêsu lại nói Thầy ban cho anh em điều răn mới? Mới là mới ở chỗ nào? Trước hết chúng ta so sánh hai cái bản văn. Sách Lê-vi viết, ngươi phải yêu đồng loại như chính mình. Còn Chúa Giêsu dạy, ngươi các anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em. Như vậy chúng ta thấy cái khác nhau là ở cái vế sau. Một đàng thì dạy yêu như yêu chính mình. Còn Chúa Giêsu dạy yêu như Thầy đã yêu thương anh em. Cái sự khác biệt đó, Chúa Giêsu đã làm cho cái điều răn cũ thành điều răn mới. Khi Chúa dạy phải yêu như Thầy đã yêu thương, chứ không chỉ yêu như là yêu chính mình. Chúa đến để kiện toàn lề luật. Và ở đây chúng ta thấy Chúa kiện toàn ở chỗ điều răn mới không lấy mình làm tiêu chuẩn là thước đo, nhưng lấy chính Chúa Giêsu làm mẫu mực cho tình yêu thương. Phải yêu thương như Chúa Giêsu đã yêu. Thế thì yêu như Chúa yêu là thế nào? Yêu như Chúa Giêsu đã yêu có nghĩa là nếu Chúa Giêsu đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, thì đến lượt chúng ta cũng phải rửa chân cho nhau, phục vụ lẫn nhau. Yêu như Chúa Giêsu yêu nghĩa là nếu Chúa Giêsu đã yêu những người bé nhỏ, khó nghèo và cả những cái người yếu đuối, tội lỗi, thì chúng ta không được loại trừ bất cứ ai ra khỏi tình yêu của mình. Yêu như Chúa Giêsu yêu nghĩa là nếu trên thập giá Chúa đã tha thứ cho hết những ai làm điều ác với Ngài, làm những cái sự bất công với Ngài, cũng như Chúa Giêsu đã tha thứ cho các môn đệ cái tội phản bội, bỏ mặc Thầy, trốn chạy, thì chúng ta cũng phải yêu, phải tha thứ cho hết những ai có lỗi với chúng ta. Yêu như Chúa Giêsu đã yêu nghĩa là nếu trên thập giá Chúa đã chết
vì chúng ta, thì chúng ta cũng phải hiến mạng sống mình vì anh em. Vâng, luật cũ dạy yêu người như chính mình, có nghĩa là phải yêu mình trước, lấy mình làm thước đo rồi mới yêu người khác. Và chúng ta thấy nếu mà chỉ yêu người như chính mình, thì quý bà, anh chị em nghĩ xem, cha Maximilian Kolbe có cần phải chết thay cho cái người bạn tù của mình hay không? Mình phải giữ mạng sống của mình trước chứ. Nhưng không, cha Maximilian Kolbe đã sống như giới luật Chúa đã truyền, giới răn mới Chúa đã dạy là yêu như Chúa yêu. Nghĩa là Chúa đã chết cho người mình yêu. Đó là cái điều mới ở trong cái giới răn của Chúa. Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Lời Chúa dạy thật rõ ràng. Đó là điều răn, là điều buộc chúng ta phải yêu thương. Nhưng mà làm thế nào chúng ta có thể yêu được như là Chúa yêu? Làm sao mà tôi có thể yêu người khác được? Yêu những cái người mà lầm lỗi với tôi, xúc phạm đến tôi, làm sao mà mình yêu như Chúa được? Nhường cho nhau một câu nói, một cái đụng chạm ở ngoài xã hội, người ta cũng còn không nhường nhau được, thì làm sao mà có thể hiến mạng sống vì người khác được? Cho nên chúng ta tự sức mình, chúng ta không thể yêu như Chúa yêu, yêu đến độ hy sinh cho người mình yêu, chết cho người mình yêu. Cho nên cái điều này thực sự là khó, rất khó. Nhưng khó không có nghĩa là không thể thực hiện. Nếu mà khó đến nỗi mà chúng ta không thể làm được, thì chắc chắn Chúa Giê-xu đã chẳng truyền cho chúng ta phải thực hiện. Chúa không có buộc chúng ta phải làm điều gì mà quá sức chúng ta. Quyền năng của Chúa được biểu hiện ở chỗ này. Điều mà con người không làm được thì Chúa làm được. Hay nói rõ hơn, Thiên Chúa làm cho những ai đặt niềm tin nơi người có thể làm được những cái điều mà bất khả. Thật vậy, Thánh Phaolô Tông Đồ trong thư Roma chương 5 ngài viết, Thiên Chúa đổ tình yêu của người vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần người ban cho chúng ta. Thiên Chúa đổ tình yêu vào lòng chúng ta. Cho nên chúng ta có thể yêu như là Chúa yêu. Trong cái khảo luận về tin mừng theo Thánh Gioan, Thánh Augustino đã nhận ra rằng cái điều răn yêu thương là cái điều răn mới, bởi vì nó mặc cho chúng ta con người mới sau khi con người cũ được cởi bỏ. Và người khẳng định như thế này: thật vậy, tình yêu đổi mới những ai nghe điều răn đó. Nói đúng hơn, những ai tuân giữ điều răn đó, đổi mới. Tình yêu này đổi mới chúng ta, biến chúng ta thành những con người mới. Biến chúng ta thành con người mới. Và Ngài nói hơn thế nữa, rõ hơn này. Khi yêu thương chúng ta, Đức Giê-xu làm cho chúng ta có thể yêu thương lẫn nhau. Khi Chúa yêu chúng ta, Chúa Giê-xu làm cho chúng ta có thể yêu thương lẫn nhau. Như vậy chúng ta thấy, cái điều răn mới, điều răn yêu thương là điều răn mới. Mới không chỉ ở cái chỗ là yêu như Chúa đã yêu, lấy Chúa Giê-xu làm khuôn mẫu, mà còn mới ở cái chỗ là tình yêu của Chúa Giê-xu biến đổi chúng ta, cho chúng ta có khả năng yêu thương như Chúa yêu. Chúng ta nhớ Chúa dạy, các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Như Thầy đã yêu thương các con, có nghĩa là Chúa yêu chúng ta trước, rồi Ngài mới bảo chúng ta hãy yêu như Thầy đã yêu. Như vậy, tình yêu của Chúa yêu chúng ta trước sẽ biến đổi chúng ta, để chúng ta có khả năng yêu thương người khác.
Vậy cái điều mà cần, nếu chúng ta muốn yêu như Chúa yêu, điều chúng ta cần là phải mở lòng ra đón nhận tình yêu của Ngài. Mà không những là mở đón nhận, mà còn phải cảm nhận được, cảm nghiệm được tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Trong Tin Mừng, Giakêu đã đón nhận được cái ánh mắt yêu thương của Chúa khi Chúa đứng ở dưới nhìn lên ông đang trèo trên cây. Giakêu đã đón nhận cái lời đề nghị của Chúa Giêsu, một cái lời đề nghị đầy trân trọng, trìu mến, xin được đến nhà ông. Và như thế, ông đón nhận được cái lòng xót thương vô biên của Chúa. Nhờ thế, ông đã biến đổi, trái tim ông được mở rộng ra một cách không ngờ. Ông nói với Chúa, thưa Thầy, đây phân nửa gia tài của tôi cho người nghèo. Và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn. Trái tim ông rộng mở, ông thương mến những người nghèo, ông trả cho những cái người mà ông đã bóc lột. Những cái thứ mà đối với Giakêu trước đây nó là quan trọng, nó là cái điều mà ông vơ vét, ông quan trọng, thì nay chẳng còn giá trị gì so với ơn cứu độ mà ông và gia đình ông lãnh nhận, so với cái tình yêu của Chúa ban cho ông. Cho nên ông đã cho đi một cách dễ dàng, không tính toán. Trong cái bài giảng của Đức Phanxicô vào cái ngày Chủ nhật kính lòng thương xót Chúa vừa qua, cái bài Tin Mừng kể lại việc Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với các môn đệ, cho họ xem tay và cạnh sườn. Đức Thánh Cha Phanxicô xác tín như thế này: các môn đệ không chỉ nhận được lòng thương xót, họ trở thành người phân phát lòng thương xót mà chính họ đã nhận được. Nhận được lòng thương xót từ Chúa thì chính họ trở thành người phân phát lòng thương xót. Và rồi Đức Thánh Cha nhắn nhủ riêng với các linh mục thế này: nếu anh em không cảm nhận chính mình được tha thứ thì đừng thực hiện cái công việc của cái người truyền thông lòng thương xót đến cho anh chị em, cho đến khi anh em cảm nhận được sự tha thứ đó, cảm nhận được sự tha thứ của Thiên Chúa thì mới có thể bày tỏ cái sự tha thứ ra được. Mà Ngài nói đặc biệt với các linh mục ở cái tòa giải tội đó. Cho nên nếu không đón nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa thì làm sao mà có thể bày tỏ được cái lòng thương xót của Thiên Chúa đối với các hối nhân. Và chúng ta thấy Thánh Phêrô được Chúa trao cái sứ vụ chăm sóc đoàn chiên của Chúa sau khi Chúa phục sinh đó. Đó là sau khi mà Phêrô đã đón nhận được cái ánh nhìn tha thứ của Chúa. Sau khi ông chối Chúa ba lần, ông nhận ra được tình yêu tha thứ của Chúa, Chúa mới trao cho ông sứ vụ chăm sóc đoàn chiên của Chúa. Vâng, trong cuộc đời của chúng ta nhìn lại, yêu thương sao mà khó khăn. Mỗi lần đi xưng tội, chúng ta xưng tội về những cái sai lỗi, về đức bác ái trong việc lời nói, trong việc suy nghĩ, trong hành động. Những cái điều đó cho chúng ta thấy chúng ta chưa cảm nhận, chưa đón nhận được tình yêu của Chúa, chưa cảm nhận được cái lòng thương xót của Chúa. Một khi chúng ta đã cảm nhận được chúng ta là cái người tội lỗi, đón nhận được lòng thương xót của Chúa, thì lòng thương xót của Chúa đó sẽ biến đổi chúng ta, khiến chúng ta có thể yêu thương được người khác, yêu như chính Chúa đã yêu. Xin cho mỗi người chúng ta trong cái cuộc sống của mình, trong những cái thánh lễ chúng ta tham dự, mỗi khi chúng ta đón rước mình máu Thánh Chúa, chúng ta lại đón rước thêm tình yêu của Chúa tràn đầy lòng chúng ta, để chúng ta có thể yêu thương người khác, bắt đầu từ những cái người gần chúng ta nhất là cha mẹ,
con cái ông bà trong gia đình của chúng ta. Amen.